quý vị, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua nghị quyết về giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Và ngay sau đó thì tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa diễn ra, nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chính thức có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, tức là ngày 18 tháng 1 năm 2024. Với chiếc chìa khóa đó thì Tết này người dân các địa phương có thêm động lực để chờ đón nhiều đổi thay, gỡ được nút thắt bấy lâu của ba chương trình này. Câu chuyện tại địa phương cực Bắc của Tổ quốc là một ví dụ. Đây là con bò mà anh Giàng Mí Tủa mua được nhờ vốn vay hỗ trợ hộ nghèo hơn một năm trước. Sau đó 9 tháng, anh mạnh dạn đăng ký dự án hỗ trợ kinh phí 30% để mua tiếp con bò thứ hai. Có hai con bò từ chương trình Mục tiêu Quốc gia, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo chỉ sau một năm. Gia đình thì nhận được cái hỗ trợ này là do xã, thôn, xã đăng ký xem để nhà nước hỗ trợ thì mình đã được đi như kiểu mua được bò hỗ trợ được rất nhiều, mua lại được bò về làm giống nữa. Từ những cái con bò sinh sản như thế này thì cũng sẽ hỗ trợ rất lớn cho bà con, họ có thể thoát nghèo bền vững trong thời gian tới. Và đây chính là một trong những điểm đặc biệt của những chính sách hỗ trợ cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi thoát nghèo bền vững. Có thể thấy, chương trình giảm nghèo bền vững đã có nhiều dự án hỗ trợ cho bà con. Tuy nhiên, tại nhiều nơi vẫn còn tình trạng đầu tư nguồn lực manh mún, dàn trải và không sát với đặc thù của địa phương. Điều này dẫn đến tốc độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia chậm và nhiều nơi hiệu quả hỗ trợ bà con chưa cao. Cái nguồn vốn để bà con đối ứng thì còn rất là hạn hẹp. Mà bà con là cơ bản gần như là bà con là nhờ vào cái nguồn của nhà nước hỗ trợ của ba chương trình mục tiêu, và chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân, từng cá nhân đăng ký và cam kết để bà con triển khai thực hiện, và bà con rất là đồng tình ủng hộ và cũng đã vay được cái nguồn vốn này để tiếp tục đối ứng và phát triển kinh tế để thoát nghèo. Nhận diện được vướng mắc này, Quốc hội đã ngay lập tức thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó sẽ giao thêm quyền cho cấp huyện được chủ động, linh hoạt phân bổ nguồn lực được giao cho sát với yêu cầu đặc thù. Đơn cử như để hỗ trợ bò cho các hộ nghèo như thế này, địa phương sẽ được chủ động xác nhận giá thu mua thực tế trên địa bàn thay vì áp giá ấn định từ trên xuống. Nhiều thay đổi nhỏ như vậy sẽ đẩy nhanh tốc độ triển khai các chương trình. Cái nội dung quan trọng nhất trong cái nghị quyết này đó là cái phân cấp mạnh về cơ sở để tổ chức thực hiện. Từ cái phân cấp này thì ở địa phương sẽ có cái chủ động hơn trong cái việc lập kế hoạch và triển khai cái kế hoạch trong cái công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới. Ngay sau khi nghị quyết được Quốc hội ban hành, các bộ ngành trung ương và địa phương đang rốt ráo chuẩn bị các hướng dẫn để triển khai cơ chế đặc thù vào cuộc sống. Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương cũng đã sẵn sàng giám sát quá trình triển khai. Giám sát ba chương trình mục tiêu quốc gia thì cũng là một cái nội dung rất là quan trọng. Ở trong năm 2024, khi mà nghị quyết thí điểm của về ba chương trình mục tiêu quốc gia thì đã được ban hành. Nên là với địa phương của chúng tôi thì năm 2024 thì cũng là một cái năm mà để đẩy nhanh về cái tiến độ thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia để làm sao để kịp đến năm 2025 là về đích. Nên là chúng tôi sẽ tăng cường về cái việc giám sát và tái giám sát. Chúng tôi triển khai giám sát thực tế ở tại cơ sở, đó là đi xuống cấp huyện và cấp xã trong cái việc giám sát về cái việc mà trong cái việc thực hiện chính sách. Thì như vậy thì nó còn có những cái bất cập gì, những cái khó khăn gì để chúng tôi lại tiếp tục tham gia vào cái đề xuất kiến nghị với Quốc hội, rồi là với các chuyên đề giám sát. Khi các cơ chế đặc thù của Quốc hội được đưa vào thí điểm, các nguồn lực quốc gia sẽ nhanh chóng hiện thực hóa thành cuộc sống no đủ hơn cho bà con. Các chính sách sẽ được đẩy nhanh tiến độ triển khai, từ đó kỳ vọng sẽ bù đắp được những trì trệ, chậm trễ của giai đoạn đầu để quyết tâm về đích đúng hạn ba chương trình mục tiêu quốc gia. Có thể thấy các chương trình mục tiêu quốc gia là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Bộ mặt nông thôn, cuộc sống của người dân có thực sự đổi thay hay không chính là ở chính sách hỗ trợ này.
Và tiếp tục câu chuyện ở Hà Giang, tại một số địa phương thì người dân cũng đã và đang sử dụng hiệu quả trợ lực từ các chương trình này với những cách làm hay. Từ chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo thì những năm qua, chính quyền huyện Quản Bạ và người dân đã đồng lòng xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, vừa để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, vừa góp phần bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Làng du lịch Nạm Đăm. Nhờ nghị quyết 35 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chị Lý Thị Liềm được hỗ trợ vốn để mở nhà nghỉ mang màu sắc bản địa homestay và được hướng dẫn làm du lịch cộng đồng. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo với nguồn thu nhập ổn định từ du khách. Trước thì nhà em toàn làm nông thôi, nhưng mà cái lúc kiểu mà có mấy nhà làm du lịch với cả có du khách đến đây để chơi ấy, thì em kiểu mà người ta đến đây mà không có chỗ để ăn ngủ nghỉ lại thì người ta lại đi thì nó hơi lãng phí, với cả mình cũng có cái bản sắc dân tộc của mình ấy. Thì em nghĩ là cho khách ở đây để trải nghiệm với các dân tộc để họ biết đến cái bản sắc của mình, thì đó là hẳn là một điều rất là tuyệt vời khi khách đến đây. Thôn Lô Lô Chải, từ một thôn thuần nông, các chương trình mục tiêu quốc gia đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở đây từ hơn 80% xuống chỉ còn gần 10%. Khi biết Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cho các chương trình mục tiêu quốc gia, bà con mong mỏi tới đây các chính sách sẽ được thiết kế linh hoạt, bền vững hơn và triển khai nhanh hơn. Quốc hội ra cái nghị quyết này rất là đúng đắn và đồng đoàn với từng địa phương. Nhưng mà rất là mong muốn là ở đây thì muốn là cái nghị quyết này khi vào cuộc sống của người dân ấy thì không phân biệt gì cho cái hộ nghèo nữa, chung hộ cận nghèo. Mà tôi muốn là các hộ mấy thôn nghèo ấy thì Quốc hội cũng sẽ cố gắng là cho các cái hộ mấy thôn nghèo nữa hỗ trợ cho để các cái hộ đấy để thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, chỉ bắt đầu từ một hộ dân làm homestay, nhưng mà chỉ trong vòng hơn 10 năm qua thì đã có hơn 100 hộ dân tại làng Lô Lô Chải đã bắt đầu và thích ứng với việc làm du lịch cộng đồng. Và từ đây thì những bản làng giữ được những nét văn hóa truyền thống thì cũng đã tiếp tục được phát huy. Có thể thấy rằng những quyết sách đúng đắn của Quốc hội và Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người dân có thể tiếp tục phát huy được giá trị văn hóa của địa phương, phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và những mùa xuân sẽ tiếp tục về trên những bản làng vùng cao này. Chiều nay ngày 4 Tết, dù chưa hết kỳ nghỉ nhưng người dân đổ về Hà Nội khá đông, khiến cửa ngõ phía Nam ùn ứ kéo dài. Từ 12 giờ trưa thì lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam như Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ về Hà Nội tăng đột biến. Ùn tắc kéo dài nhiều km khiến nhiều phương tiện ngang nhiên đi vào làn rừng khẩn cấp bất chấp quy định cấm. Để chống ùn tắc, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông và đơn vị quản lý đường cao tốc đã phân luồng phương tiện giao thông. Dự báo lượng phương tiện dồn về trung tâm thành phố sẽ tiếp tục đông đến hết ngày mai 14 tháng 2 do người dân trở lại để bắt đầu làm việc vào ngày 6 Tết, tức ngày 15 tháng 2.